Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, một chế độ đãi ngộ như thế nào thì phù hợp với năng lực và chất xám của mình bỏ ra? Liệu quý vị và các bạn có thấy mình cần phải có một chế độ đãi ngộ tốt hơn? Tại sao lại như thế và cần phải làm như thế nào trong thời điểm hiện tại? Thì ngày hôm nay, chúng tôi mời đến trường quay khách mời của chương trình ông Nguyễn Minh Phong, tiến sĩ chuyên gia về kinh tế. Giới trẻ đã rất là thích ứng với lại thị trường bởi vì là họ có một xu hướng đấy là thích làm việc ở những công ty tư nhân hoặc là những công ty liên doanh nước ngoài hơn là nhà nước, đơn giản là bởi vì chế độ đãi ngộ cao hơn. Vậy thì ông có suy nghĩ gì về vấn đề này không ạ? Xu hướng các bạn trẻ, thậm chí một số những người tài, một số lãnh đạo ở nhà nước đó, chuyển sang làm khu vực tư nhân mà người ta coi như đây là một cái dạng chảy máu chất xám á. Thứ nhất ấy, là đã đến thời điểm mà chúng ta hiện nay đang có một cái sự xóa nhòa, mờ dần ranh giới giữa khu vực tư nhân và khu vực nhà nước, giữa làm nhà nước và làm ngoài nhà nước, cũng như là một cái sự xóa nhòa dần về các mức lương trong cái bối cảnh toàn cầu hóa, trong bối cảnh xóa nhòa dần các cái ranh giới biên giới quốc gia cũng như sự phân biệt theo những cái khái niệm truyền thống. Cái thứ hai nữa là cái việc mà mưu cầu một cái đời sống hạnh phúc dựa trên thu nhập, dựa trên cái sự thanh thản, dựa trên cái sự khai thác hết công năng, cái hiệu suất cũng như là cái ham mê của mình ấy, là điều chính đáng và cái này cần phải được ủng hộ. Cái thứ ba nữa là thực ra người ta không nên cố định rằng anh làm một chỗ thì không được làm chỗ khác. Cho nên là một người làm nhà nước có thể vẫn làm tư nhân ở góc độ nào đó, mà hiện nay chúng ta nếu mà đi vào các cái về mặt pháp lý đó vẫn có những chỗ để người ta có thể làm được. Thứ hai là những bạn đang làm ở tư nhân hoàn toàn vẫn có thể tham gia đóng góp cho hoạt động xã hội, tham gia cho những cái hoạt động của một nhà nước khi anh có năng lực, khi anh có trách nhiệm, khi anh có cái tâm. Cho tôi cho rằng là đấy là cái điều chúng ta cần phải lưu ý. Thế còn chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc các bạn trẻ là mong muốn cống hiến và thuận lợi trong vấn đề phát triển, nhất là thu nhập, làm ở khu vực tư nhân. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cho rằng là các bạn trẻ không nên đặt chỉ một mục tiêu kiếm tiền. Bởi vì dù anh làm ở đâu, nhưng nếu anh có trách nhiệm xã hội, anh có cái nguyện vọng của đất nước thì anh đều có cách. Ngay cả trong quốc hội, người ta cũng có đại biểu quốc hội là tư nhân. Rồi ngay cả trong các cơ quan nhà nước cũng có những cuộc mà gọi là thi tuyển để làm lãnh đạo nhà nước từ khu vực tư nhân. Cho nên là cái chuyện mà anh ở đâu để phát triển không quan trọng, vấn đề là anh phải có tâm và anh phải đảm bảo được cả cái lợi ích cá nhân cũng như lợi ích xã hội. Chúng ta thấy là nếu như mà làm việc ở tư nhân thì vẫn là trong ranh giới Việt Nam và điều này thì vẫn cần được ưu tiên. Thế nhưng mà nếu như những người trẻ hoặc là những người đi tu nghiệp ở nước ngoài ở lại làm việc tại nước ngoài thì đây chúng ta gọi là tình trạng chảy máu chất xám. Chúng ta cần phải làm như thế nào để ngăn chặn tình trạng này ạ? Nhưng đúng là nếu chảy máu chất xám theo kiểu từ Việt Nam mà chảy ra nước ngoài thì quả là một cái điều mà đây là một cái cảnh báo mà tính chất báo động. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thừa nhận thực tế là trên thế giới hiện nay cái xu hướng mà lưu học sinh ấy, đi học ở nước ngoài rồi ở lại nước đó, nhất là ở những nước phát triển như Mỹ, như là Đức vân vân á, là cái điều bình thường. Trong một cái bối cảnh công dân toàn cầu hóa và thị trường lao động cũng mở cửa toàn cầu, thì đây như là một xu hướng mới, ngày càng đậm hơn, ngày càng mạnh hơn. Nhưng mà đối với Việt Nam á, những người đi học, nhất là đi học theo kiểu gọi là học bổng nhà nước, thường là những người tài. Cho nên là khi mà họ ở lại thì quả là điều đáng tiếc. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam hiện nay thì chúng tôi cho rằng là cũng không nên cực đoan, không nên bắt họ phải về, mà chúng ta hãy lấy một cái lợi ích lâu dài. Tức là những người như vậy họ cần có những điều kiện cần thiết để làm việc, để phát triển tài năng. Nói như giáo sư Ngô Bảo Châu, nếu giáo sư Ngô Bảo Châu ở trong nước thì có lẽ không được như Ngô Bảo Châu ngày nay. Thế thì rõ ràng là với những người mà cần một cái điều kiện lao động thực sự cần thiết để phát triển tài năng đúng với sở trường, đúng với yêu cầu của nghề đấy, của tâm họ, thì cũng nên tạo điều kiện ủng hộ để họ ở lại, để họ phát triển thành danh và từ đó trở thành một cái nhân vật lớn hơn, có đóng góp tốt hơn cho nhân loại nói chung và cho Việt Nam nói riêng. Cái thứ hai nữa, khi ở lại như vậy thì chúng ta cần phải có cách thức để khai thác họ. Ví dụ, không chỉ họ cái gửi tiền về trong nước rồi thực hiện những hoạt động cá nhân, chúng ta hoàn toàn có thể kết nối họ để hình thành những cái gọi là kênh đào tạo, những cái kênh mà tiếp xúc với các cái quan chức hoặc là với doanh nhân ở địa phương nơi mà họ ở lại, rồi thực hiện những cái hoạt động giao lưu và những cái hoạt động mà chuyển giao công nghệ, vân vân. Tất cả những cái đó, nếu các cái lưu học sinh của chúng ta ở nước ngoài mà có điều kiện tiếp cận với các nguồn tốt thì hoàn toàn đây là một kênh cực kỳ tốt. Thế còn chúng tôi cũng cho rằng là rất tốt nếu nhà nước tiếp tục hoàn thiện các cơ chế để cho cái lực lượng mà đã ở lại đó họ quay trở lại Việt Nam theo hướng mềm, theo tháng, theo hợp đồng, theo các những cái hoạt động mà họ muốn cũng như Việt Nam cần, để tạo ra một cái sự mềm hóa trong cơ chế làm việc, vị trí làm việc, rồi các cái thời gian làm việc. Thì như vậy nó sẽ tốt hơn trong vấn đề khai thác và cũng nhẹ hơn trong vấn đề là xem xét cái chuyện mà ở lại hay không ở lại.
Ông có thể chia sẻ rõ hơn về cụ thể các cơ quan nhà nước cần làm gì để có thể thu hút những người đang làm việc tại nước ngoài quay trở về nước không ạ? Chúng ta có thể lấy ví dụ trường hợp của giáo sư Mộc Châu. Là chúng ta đã giao cho giáo sư Mộc Châu một cái chức trách là thành lập một cái viện toán cao cấp ở Việt Nam mà giáo sư làm chủ nhiệm, cấp đất đai rồi các cái điều kiện cơ chế để giáo sư có thể vừa làm việc ở nước ngoài vừa làm việc ở trong nước, và tất cả giáo sư sẽ quyết định. Đây rõ ràng là một cơ chế rất tốt, nhưng mà chúng ta vẫn chưa khai thác hết. Đây chúng tôi rằng chính là một trong những cái mà rất quan trọng ta cần phải chú ý. Thay vì cái trường hợp chúng ta là bỏ bẵng họ, thì khi họ về chúng ta mới lại tôn vinh, thì chúng ta phải có một cái chiến lược tôn vinh, duy trì bền bỉ, cung cấp thông tin và các mối quan hệ cần thiết để họ liên kết, kết nối, gắn kết với Việt Nam lâu dài, không phải chỉ họ mà còn cả các đời khác nữa. Thì tất cả những điều đó phải nằm trong một chiến lược tổng thể. Và cuối cùng thì ông có lời khuyên nào dành cho những người đang trong độ tuổi lao động và đặc biệt là giới trẻ để có thể cân bằng giữa chất xám và công sức của mình bỏ ra với chế độ đãi ngộ không ạ? Những cái nỗ lực của ngày hôm nay sẽ là đền bù xứng đáng trong ngày mai. Thì tôi tin rằng câu này luôn luôn đúng. Tức là anh dù làm ở nhà nước hay làm ở tư nhân, anh làm ở trong nước hay ở nước ngoài, anh trẻ hay già, nhưng khi anh nỗ lực, anh phát huy tất cả những cái năng lực mà anh có, cũng như là cái quyết tâm sức lực của anh nhé, anh cống hiến cho xã hội nhiều hơn và nhiều nhất, thì chắc chắn anh sẽ nhận được những cái nguồn mà gọi là đền đáp ở dưới nhiều dạng khác nhau, mà lương chỉ là một trong các cái kênh mà anh nhận được thôi. Mà vấn đề là khi anh tích lũy và đóng góp tốt cho xã hội và cho cái sở trường của anh, thì anh sẽ có được một cái năng lực nâng dần lên, rồi cái nguồn thu cũng nâng dần lên và cái vị thế xã hội của anh cũng nâng dần lên. Thì đây chính là một trong những cái hướng mà chúng tôi rằng là cần phải hết sức lưu ý. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ. Chúc ông mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là chúng ta hoàn toàn có thể quyết định những thứ liên quan đến mình, cống hiến và hưởng thụ là hai việc đi đôi với nhau. Và chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn đã có những phút giây bổ ích với chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.